đâu có muốn thế. Thôi, thúc và chị bỏ mẹ mua cho cái khác. Đi mà. Thôi mà. Đấy, bây giờ hai chị em muốn thử một cái. Mà tại sao ạ? Này. Tại sao của em mềm ấy ta? Bởi vì nó to quá, bây giờ không phải tranh nhau nhá. Ngon lắm, ăn đi. Thấy chưa? Thôi mà, chị xin lỗi, chị đâu có muốn thế đâu. Lúc không nào mà. Lúc nào cũng không may. Có phải một lần đâu mà bao nhiêu lần rồi đấy. Thì á? Cứ bảo, em bảo chị cắn nhẹ thôi mà chị lúc nào cũng cắn bịt cái. Thì cái tất cả là do cái răng của chị đâu có cái phải răng là... đâu không phải lỗi của chị cứ cắn một cái thế tự nhiên nó vỡ hết còn một cái que này nữa chứ. Chị đâu có muốn thế. Thôi, thúc vào chị bảo mẹ mua cho cái khác. Đi mà. Thôi mà. Lần nào mình cũng cắn, mình cố gắng cắn nhẹ lắm rồi mà vẫn còn mỗi cái que. Sushi, mở cửa với chị đi. Đưa cái que. Đưa một cái que rồi. Trời ơi, chắc nó dỗi lắm đấy. Mới được chứ không ạ. Nhà cũng hai chị em nó giận mình chết. Tao nhỏ hết vào mày đấy nhá. Lần này mà làm không thành công á, em mình nó sẽ rất là giận mình luôn ấy. Chào yêu quý, phải giúp chị nhá. Nếu mà làm thành công á, mình sẽ làm một cái thật là xinh đẹp cho Su. Vậy là cũng thành công đấy. Để đây nha. Mình sẽ làm một cái nữa, hai chị em mỗi đứa một cái. Sushi ơi, Sushi, mở cửa cho chị đi. Sushi, đừng giận chị nữa mà. Thôi, nào đi ra đây. Trời ơi, thôi mà đừng giận chị nữa, chị cũng đâu có cố tình đâu. Bây giờ nha, chị có một bất ngờ cho em luôn. Em ngồi đây. Chả có bất ngờ gì cả, chị nào đi đâu? Thật, chị không phải đi đâu mà. Ngồi đây, đợi chị em một phút chị ra luôn nha. Su, cảm ơn, chị vừa đi mua. Không, chị thử làm đấy. Kiểu mút của em đấy, vì em thích luôn. Sao chị giỏi. Đấy, bây giờ hai chị em muốn thử một cái. Mà của sao? Này. Tại sao của em mềm ấy ta? Bởi vì nó to quá, bây giờ không phải tranh nhau nhá. Của chị cũng mềm thế thôi. Ngon lắm, ăn đi. Thấy chưa? Đúng rồi, lần sau chị phải làm cái que cắm từ trên. Chứ không thế này à. Thế này em bóp vào đi. Đây, à đúng rồi, đây này. Nặn vào. Ừ, trời. Nó sẽ không bị nữa, bởi vì nó mỏng. Đúng không? Đấy. Kẹo mút của chị em rất là hay như thế luôn. Nhìn này. Ồ, hình như đây là một cổ kẹo chim chích thì phải. Đây, chị nặn cho. Em thấy đây là giống một cổ kẹo chim chích ấy. Trời ơi. Lần sau chị làm chị phải làm nó dày mà thì nó mới cứng được. Đấy, lại thành cái kẹo. Ui, quả kẹo mút này hơi bị to luôn ấy. Con sẽ cái kẹo này đi. Đấy, chị em cái kẹo đấy luôn. Nhưng cái đây là cái coca em thích mà. Ừ, ha. Ừ, đấy. Yeah, hai chị em mình muốn thử một cái luôn. Của chị là dâu của em là coca. Ngon nhỉ? Ngon mà. Là không phải là trách nhau nữa nhá. Ngay à, có đứa nào đuổi ăn chúng mình đỡ phải cắn của em đỡ phải dỗi. Ủa, đã không? Đã chưa? Cái kẹo này mềm à. Ngon nhở. Trong ơi, ăn hết đi xong chị lại làm với nhá. Rồi không lo hai chị em mình phải giận dỗi nhau thì không ai chị cắn vỡ của em nữa. Đúng không? Chị cũng lại cắn vỡ của em. Tại cái răng của chị ấy, răng của chị nó không... Đeo đi nào. Ai gõ cửa nhỉ? Cho chị ra thì mở cửa nhất đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.